mình ra vất vả thì người thứ hai vất vả thì cô thầy cô giáo đúng không? Con biết rồi. Thì con có một cái may mắn rất là lớn, đó là mình làm được cô Nhung làm chủ nhiệm. Cô Nhung là một cô giáo rất là giỏi, có uy tín trong không chỉ ở trong trường Trần Phú mà có uy tín trong cả huyện, cả tỉnh. Ông nội của các con giới thiệu là cô Nhung không chỉ là chủ giáo viên chủ nhiệm của con mà lại còn là giáo viên chủ nhiệm của cả cô của các con. Con trai, con gái, như thầy cô, chị đạo cô vẫn ngôi trường này, các con của chú đã trưởng thành khôn lớn, cũng tên mặt cho ông bà của hai con, bố mẹ của hai con xin thành kính tri ân cô, chúc cô mạnh khỏe, dành nhiều tâm huyết hơn nữa trong cái sự nghiệp giáo dục mà cô đã lựa chọn. Cũng không biết nói từ lâu chúc kính chúc cô và thân phụ mẫu xin cho cô và đại gia đình cô nhiều sức khỏe và hạnh phúc thành công nhiều trong cuộc sống. Thế là con thực sự rất là cảm ơn ông, vì ngày hôm nay đúng là một ngày 20 tháng 11 là rất là đặc biệt đối với con. Thì con cũng mong rằng là ông sẽ đủ sức khỏe để có thể truyền những cái mà ông đang tâm nguyện tới tất cả những thế hệ như chúng con và tất cả những bạn Trâm hay là bạn Khải gia đình mình ạ. Và con xin cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Vâng, xin mời cô nói gì với các nói với bạn Trâm các học sinh vào. Con được nghe ông nói rồi đúng không? Con được nghe ông chia sẻ rất là xúc động rồi đúng không? Thế thì cô chỉ mong được rằng ở nhà đấy, con phải kính trọng ông bà này, con phải luôn nghe lời bố mẹ, nghe lời bố mẹ nhá. Còn trên lớp ấy thì con phải cố gắng học tập. Có gì mà trên lớp cô bảo ba mình như thế nào thì cố gắng nghe lời cô để mình tiếp thu, nhớ chưa? Cô này, rồi là ông bà con này, rồi bố mẹ con này, ai cũng chỉ có điều tốt cho con thôi nhá. Cho nên mình sẽ cố gắng, tao không chờ trong sách vở đâu, còn là của chính ông bà của con này, bố mẹ của con với lại mọi người xung quanh nữa nhá. Con sẽ cố gắng được nhiều lên, nhớ chưa? À, con yêu cô nè, ôm cô cái nè. Quá tuyệt vời. Ta cho một tràng pháo tay ạ. Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời. Lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Vì là cho cô xúc động quá, bất ngờ, thực sự là bất ngờ và xúc động. Vì dạy một bạn Xuân Mai là rất là hiếu nghĩa, trên lớp bạn cũng rất là ngoan và hay trò chuyện với cô tình cảm lắm. Hôm nay bố Huy thực sự là làm cho chị bất ngờ, bất ngờ rất là xúc động. Rất là cảm ơn ông với lại Huy và em. Cảm ơn cả các bạn bé nữa. Vâng, xin phép cô Điệp có chỉ huy người cha đáng kính của Xuân Mai Nhất Minh. Hôm nay cũng rất là bất ngờ để được chỉ huy có lời đi cùng con cùng Xuân Mai vào để tri ân cô giáo chủ nhiệm của Xuân Mai. Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin.
rồi ngày mai khi con lớn lên tung cánh bay con bay đi vào đời. Lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại. Lời thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa con không ngại gian khó. Lời thầy cô chắc cánh cho con vững bước con đi trên đường đời, dù thời gian dẫu có đổi thay, lời thầy cô con sẽ mãi không khắc ghi bao công ơn của thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên mình. Rất là biết ơn trong dòng suốt cuộc đời hiện giáo con 21 năm làm nghề. Đấy, chưa bao giờ được nhận cái sự tri ân của thành tâm đến như thế của học sinh. Và các bạn thì cũng cái lứa tuổi của bạn đến thì chơi với cô vui một lúc, nói lời cảm ơn cô thôi, nhưng mà cái sự tri ân hôm nay thì thực sự là sẽ không bao giờ có quên được nữa trong cái cuộc đời làm nghề của mình. Và cô cũng mong rằng là Xuân Mai sau này cũng sẽ cố gắng học này. Đấy, tất cả những cái gì trước đây mà mình còn sao nhãng, mình còn chưa tập trung thì bây giờ mình sẽ thực sự là tập trung hơn nữa và sẽ làm được cái ước mơ, cái mong muốn của mình nó sẽ thành hiện thực, trở thành một cô giáo dạy ngữ văn và lịch sử đó. Và sau này nếu như mà được nữa thì về làm đồng nghiệp với cô, đấy là cái điều mà cô cảm thấy rất là hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Lời thầy cô con sẽ mãi không quên. Lạ gì vì sắc tư phong, trời xanh quen thói máu hồng đánh ghen. Cảo thơm lần dở trước đèn, phong tình của lục còn truyền sự xanh. Dòng năm ra tĩnh trở minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Có nhà bên ngoại họ Vương, gia tư nghỉ cũng thường thường tập trung. Một con dẫn trai thứ rốt dòng, vương quan là chữ nối dòng nhau ra. Đỏ dòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị em Mào Thúy Vân. Ba cô cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khắp vời, phương trang đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đơn trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da. Kiều cào sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Mùa hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành họa hai. Thông minh vô sẵn tính trời, ba nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lò bậc ngũ âm, nghỉ riêng ngạn đứt thủ cầm một chương. Khúc nhà đai lựa nên sang, một thêm bậc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, sơ xanh chất thủy đến tần cập kê. Em đềm trứng rủ màn tre, tượng đông ong bướm đi về mặc ai. Tết của các thầy cô giáo thì Mai cũng đã nhớ tới cô. Mà mặc dù là cô đã dạy Mai là cũng là năm mấy nhỉ? Nhưng mà Mai vẫn nhớ tới cô, cũng dành cho cô những tình cảm rất là đặc biệt. Thân cô là cô rất là hạnh phúc. Nên thì Mai cũng chúc tới cô với cái tình cảm rất là chân thành mà cô thấy là cô rất là cảm động. Cô không biết nói gì thì cô cũng chúc Mai như là cũng phải là luôn khỏe. Sau đó thì học hành cố gắng nhá. Vâng.
cố gắng nhiều để cho bố mẹ và cô Quỳnh học nhá. Các cô là con thì trong các môn thì con thích và cũng học được hai môn văn cơ sở. Và ước mơ của con sau này là muốn làm cô giáo dạy văn và dạy lịch sử. Và nếu mà càng nếu mà tốt thì là về đây dạy luôn, tại vì là con cũng không thích về ở dưới thành phố ấy ạ. Con thích về đây hàng năm mới thăm các cô cũ. Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn của thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin.